Sau gần 10 ngày chuẩn bị, đại tiệc siêu ưu đãi sẽ diễn ra lần đầu tiên vào lúc 20 giờ ngày 5 tháng 6 trên kênh Đỗ Trưởng Review. Hãy cùng theo chân mình để tìm kiếm những sản phẩm tốt nhất và ưu đãi hơn cả kỳ vọng. Đây là nhà máy sản xuất quy mô cùng dây chuyền hiện đại đang vận hành hết công suất của Mela. Mela mang đến rất nhiều deal 1K và những combo siêu đỉnh đến từ sản phẩm chăm sóc sắc đẹp cho cả nam và nữ, chẳng hạn như dầu xịt tóc này, nước sữa rửa mặt và xà bông nghệ. Để làm ra những món ăn ngon, đáng yêu và đặc biệt là đồ đẹp thì tất nhiên mình sẽ mang đến cho các bạn rất nhiều ưu đãi đến từ đồ gia dụng nhà bếp. Mình đang có mặt ở xưởng của nhãn hàng Be, nơi có rất nhiều đồ gia dụng bếp cho các bạn thoải mái lựa chọn trong phiên livestream của mình nhé. Nhãn hàng Be cũng gửi tới phiên livestream của Bếp Trưởng Review với những ưu đãi lên đến 60% đối với máy đánh trứng cầm tay, máy vắt cam và máy xay đa năng 3 trong 1. Và một điều siêu khủng không thể không nhắc tới đến từ khách mời là bố mẹ Alex. Vào nay nhà Alex sẽ đến với livestream của anh Bếp Trưởng Review với những deal siêu sốc đến từ Bếp68 và Kenji Việt Nam. 5 deal nồi chiên không dầu cao cấp Kenji trị giá 5.180.000, hôm nay chỉ còn 1K. Vâng, là 1K nha mọi người. Ngoài ra thì còn 100 deal nồi chiên không dầu cao cấp Kenji sale 70%, chỉ còn 1.500.000. Mọi người đừng bỏ qua nhé. Làm bếp mà không có dao không làm được. Và nhãn hàng Katana có gửi đến phiên livestream của Bếp Trưởng Review rất nhiều ưu đãi khủng. Dao gọt hoa quả 1K, 3 dao, bộ 5 dao và thớt gỗ ưu đãi lên đến 60%. Gold Sun lần này chịu chơi thật sự, mang đến 50 điều 1K này và rất nhiều các ưu đãi khác lên đến 40%. Combo 4 chảo inox chống dính đáy từ 3 lớp chỉ 599K. Mua một bộ nồi, tặng một máy xay thịt. Đấy, như thế này thì ăn ngon rồi thì tại sao các bạn không chọn thêm là sống khỏe? Và hãy cùng đến với sản phẩm của UV Green với những mức ưu đãi cực kỳ là sốc. 3 triệu giảm còn có 1.900.000 thôi. Và trong phiên livestream lần này thì mình có mời đến rất nhiều khách mời, và đây là bạn Hoa hậu về hè. Gần 100 deal 1K và rất nhiều ưu đãi lên tới 30% với Yến Trương của nhà Yến Việt Nam và Mận Mộc Châu. Với hơn 100.000 được bán ra trên nền tảng TikTok Shop thì sản phẩm Pate Cua Đen cũng mang đến cho các bạn 50 deal 1.000 cùng vô vàn những combo sốc không giới hạn. Là gia vị không thể nào mà thiếu được trong các món ăn thì BH cũng mang đến cho các bạn 50 deal 1K và combo mua 1 tặng 1, mua 1 tặng 2. Ngoài ra trong phiên livestream lần này còn có sự xuất hiện của nhiều thương hiệu nổi tiếng khác như Dema, Kanji. Đặt lịch ngay livestream độc quyền vào lúc 20 giờ ngày 5 tháng 6 với rất nhiều ưu đãi sốc và số lượng có hạn trên kênh Bếp Trưởng Review. Bếp Trưởng lên live, thứ 2 sell hết.